Mày Buồn rớt rượu ra. Có hát chạy khổ, không ai mời cũng tự uống. Không ai uống tao à? Tao muốn uống ra. Uống gì nữa mà uống? Tao uống nữa mà không tao à. Cái thằng không thể nào bỏ được. Bọn mày làm cái gì mà đứng trước cổng nhà tao đông thế hả? À, ông Phá hẹn chúng tôi sang đây để thẩm rượu. Rượu chè gì, vứt hết đi. Bọn mày mang rượu sang để mà giết chết chồng tao à? Vứt, vứt là vứt thế nào? Toàn rượu quý đấy. Quý cũng vứt. Này, các con ơi, ra đỡ hộ mẹ con tay xem nào. Mà này, mấy thằng kia mày trương mắt lên làm gì nữa? Đỡ hộ tao một tay đi. Ê, đỡ bà ấy. Ui giời ơi. Ui, hóa ra là ông Bá. Thế cứ tưởng bà Bá chở cái thúng gì á. Bố con này say hả mẹ? Mày không thấy hay gì mà còn hỏi nữa. Ui giời, mồm tóc đẹp thế kìa, chắc là khát nước lắm đây. Con cho uống nước trong biển vào, tỉnh ngay. Này này này, thôi thôi nhá, tao cấm nhá. Mày cứ để ông say đi, mày mà làm ông tỉnh tao lại vất vả đấy. Cứ để yên cho ông ngủ. Mệt hết cả người. Ui, uống nước. Say nhũn như này thì còn thẩm rượu cái gì. Thôi giải tán đi chúng mày ơi. Từ chúng mày ơi. Mẹ đứa nào mà tôi say ấy à? Đứa nào mà tôi say? Mẹ nhét rẻ vào mồm đứa nào. Vừa bảo ông say như đống rẻ. Ông hẹn chúng mày đến đây để thẩm rượu thì vẫn thẩm như bình thường như cái gì đâu mà. Ông bố vợ tương lai của tao tỉnh rồi chúng mày ạ. Bố vợ nào của mày? Của tao chứ. Ơ, vớ vẩn, thế vợ tao vẫn đi đâu? Chết chưa chúng mày. Không mà cãi nhau. Mấy cái thằng này một cười thật. Thế chúng mày không thuộc cái bài trái đất này là của chúng mình. Đó. Bố vợ là bố vợ chung. Bố vợ là bố vợ của chung hiểu chưa? Nào mang rượu đi. Bố thầm nào. Nào mang này. Mẹ giờ bắt bố mở nắp can này cái chân này. Rượu thằng nào đây? Rượu con ạ. Rượu mày nhạt như lạ. Bước cho một bên. Thằng tiếp theo đây nào. Xem nào. Rượu thằng nào đây? Dạ, rượu của con ạ. Rượu mày nhạt như nước áo. Rượu này cũng được gọi là rượu. Rượu kính yêu này. Á Tủa. Tủa, Tủa. Tủa. Ê, anh đây, anh đây. Cho ra, cho ra, cho ra. Nào, nào. Cho ra, cho ra. Vào, vào. Quá rồi, quá rồi. Vào đi, vào. Đâu. Á Tủa, anh chui vào đấy làm gì? Đưa đây này. Làm cẩn thận nào. Mãi mà em mới trốn bố em được ra đây đấy. Mà sao bố em hứa giả cho lắm thằng thế? Kệ bố em. Nghe nào. Mấy thằng em kia toàn là người xấu thôi. Trong đấy có một thằng nhá, chuyên cắp vặt. Thì anh kệ chúng nó đi. Anh quan tâm làm gì? Bây giờ em đói rồi. Chở em lên chợ huyện cho em ăn một bát thắng cố. Với lại em muốn mua một chiếc vòng bạc mới nữa. Nhìn mấy thằng ôn kia ngứa mắt thế nhờ. Rồi có một ngày nhá, tao cho chúng em một trận. Thế bây giờ chở em đi chơi
hay là đi đánh nhau với chúng nó? Đi chơi, à thế em lên xe đi. Xích rồi. Chính vì mày mà bao nhiêu năm nay tao không lấy được vợ. Đúng là xe với cả cậu. Nào đằng tiếp theo ra đây xem nào. Bạn rượu thế nào ấy? Của con. Bạn rượu này uống đầm mồm thật ý. Đã rượu rượu vừa thơm vừa đầm mồm lại nhiều nữa. Được, thế bây giờ đây, tao quy định như này nhá. Rượu thằng nào ngon đấy thì tao cho vào nói chuyện với con Xỉn trước. Ê, sau đấy là rượu thằng nào chưa ngon thì vào sau. Ê, ý kiến con thì nó thích thằng nào thì để bố lại nói lại với các con. Được không? Thế là mày bây giờ vào đi. 5 phút rồi đấy nhá. Úi giời ơi. Thơm. Chắc rượu ngon của khán hàng. Thế mới đáng đồng tiền mất gạo chứ. Bây giờ bố tặng chúng mày nhá. Bố cho chúng mày một cái mẹo, gọi là mẹo uống rượu. Đấy nhá. Khi mà mình chê, khi mà mình chê rượu thì mình chê rượu thì mình uống một chai nước trong biển. Đấy, nước trong biển này thì sốc thật mạnh á. Sốc thật mạnh nào. Mạnh. Đấy, đấy, giờ tao uống. Đấy. Chúng mày uống xong một phát là chúng mày uống được thêm vài lít nữa. Nhớ chưa? Bây giờ phải rút kinh nghiệm nhá. Muốn có vợ đẹp ấy, thì là phải biếu rằng bố vợ rượu ngon. Đấy, nếu mà bố rượu không ngon thì không lấy được vợ đẹp đâu. Thằng bố vợ nó không ngưng đâu. À. Tính yếu rượu là rượu ngon như rượu của thằng này này. Nhá, rượu cứ mạch nhạt lắm, không thấy được vợ đẹp đâu. Nhá, thôi bây giờ đi về đi. Nhá, bao giờ có rượu ngon thì mình đến đây. Nhá, đi về đi. Bố đi con đi chơi đó.
Thế thế anh làm cái gì mà anh cứ lủng xoa lủng sủng, lủng xoa lủng xoàng, loạn hết cả làng cả bản đấy hả? Ừ. Mà này, thế bây giờ anh đi chuyển sang đi buôn đồng nát hay sao mà anh tôi lủng củng đấy? Không buôn đồng nát thì cũng thành đồng nát rồi đấy. Tôi không tán được gái này tại bố đấy. Ờ, tại sao anh không tán gái anh lại bảo tại tôi? Đấy, vừa sang nhà con mua hỏi nó về nằm vợ, thế là đi nương trường dốc, con na già này nó cứ xoành xoạch. Thế là cả nhà nó cầm gậy, buộc bùa, nùa chạy mất cả dép mãi về đến đây đấy. Thế hóa ra, cái loạn xoa, loạn xoảng này nó là bùa đuổi à? Chắc thế. Thế thì tôi lại học được ở nhà con mua một cái bùa, đấy là bùa đuổi. Anh cứ đi cho bố để bố tùng. Thế, lấy để làm gì? Ừ, thì bố lấy đi, lúc nào mà thằng chủ nó sang đây nó tén con. Nó tén con xin thì để có tuổi nó. Thôi, bố mua cho tôi cái xe mới đi, để tôi còn lấy vợ. Chứ cái xe nát bươm như này lấy vợ làm sao được. Anh bó bật kể thật đi. Trong cái nhà này anh uống rượu, tôi cũng nghiện rượu. Tiền ai bố bao mua rượu còn chẳng có nên đâu tiền đổi xe mới. Cái xe này sửa vào vẫn đi bình thường, đi vô tư. Các anh bây giờ cứ cầu kỳ. Ngày xưa tôi thì tán gái xe đạp còn chả có mà đi. Tôi vẫn tán được gái chứ có vấn đề gì đâu. Cái thời của bố nó khác, còn cái thời của tôi nó khác. Cái thời của tôi mà không có phương tiện mới thì làm sao mà lấy được vợ, làm sao mà tán được gái bản. Thì cái thời của anh với thời của tôi thì tôi cũng vừa mới lấy vợ chứ có đâu xa đâu mà. Đây, tôi làm gì có phương tiện gì ngoài con chiếu xe hai cẳng. Thế mà tôi vẫn lôi được tán được gì cả. Có anh về đây làm vợ còn gì cả. Đẻ được cả ra thằng dơ còn gì nữa. Chuyện này lấy về làm vợ, anh cho mình đẻ hết chứ. Chui. Ôi, không đẻ nữa đâu. Lấy về làm vợ thì phải đẻ chứ. Bọn trẻ bây giờ chúng nó thích ăn
cái này này. Đấy. Cháu cũng thích lắm. Thế hả? Vâng. Thế xin lấy một gói đi. Rồi mình giao cho kia một. Lấy đi. Rồi, cô xin nha. Cứ nhớ lại mấy thằng con trai bản khác cứ lợ lờ trước cổng nhà xịt, tủa tức cái bụng. Chẳng nhẽ gặp thằng nào cũng đánh. Tủa ghen vớ vẩn ấy. Trong cái đám đấy xịt chỉ thích duy nhất một người. Ai? Nhưng mà người ta lại có vợ mất rồi. Xin nói đi. Nói để tủa đánh người ta. Là ai cơ? Không nói. Xin nói đi mà. Nhưng mà tủa phải đánh người ta thật đấy nhá. Thật. Là thằng này này. Sao bảo đánh thật cơ mà. Đánh đi. Không. Không đánh thì để xin đánh hộ cho. Đâu? 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 Nhưng mà tuổi đâu có vợ đâu. Sao bảo muốn lấy xin làm vợ cơ mà. Ừ nhỉ. Nhưng mà nhà bố xin khách cưới cao lắm. Nhà tuổi thì đang là hộ cận nghèo. Lấy xin xong thì thành nghèo bền vững mất. Rồi đến đời con cũng không trả được hết nợ. Chả hiểu sao bố xin nó ghét người nhà tuổi ấy. Xin yên tâm, Tùa sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới xin về làm vợ. Lần nào gặp nhau, Tùa cũng bảo muốn nghĩ cách để kiếm tiền. Xong cứ đứng đây, thì đến bao giờ mới kiếm được tiền? Thì Tùa sẽ vào rừng kiếm thuốc cho mẹ, Tùa sẽ kiếm thật nhiều để bán cho cả người khác nữa. Thế còn được. Thế Tùa đi ngay nhá. Nhưng mà Tùa chưa được đi. Quên mất. Bố mày đây. Dựng xe lên. Bố mày đếch từ ngày. Mày định làm gì? Bố mày khỏe là người à? Mày bảo không phải là người. Tức là mày bảo hai thằng lẹt chó à? Càng lớn cho tao. Tao xin chúng mày. Chúng mày đừng có đánh nhau nữa. Để tao còn bán hàng. Kệ bà lẹt. Hai thằng mày cứ đánh đi. Tôi đâu tao chịu. Tù hai thằng mày đi. Đăng lộn. Đại ca có đau không ạ? Thằng này người như ngọn cỏ mà khỏe như trâu rừng đại ca. Không đánh được. Pẹo. Không biết nó du nhập cái mồm võ điện giật ở đâu về. Tao trực chạm vào người nó. Nó giật chọc vật bắn cả người. Ông cục cục gật tao rồi. Hết tao mày. Đưa tao đi viện. Mày cọc đại ca đi. Tao bế chân. Ai cũng ngại. Ai cũng ngại.
Ui dồi.